Xin chào các chị em, tôi đang có mặt ở phòng hộ sinh cùng với cả bà bầu Trình Kim Dung đây. Bà bầu sinh nhân Có muốn nói gì không? thật là bối rối, bởi vì ở những giây phút vô cùng thiêng liêng của người phụ nữ đó chính là được trở thành một bà mẹ. Và mình biết là sắp tới mình sẽ trải qua những cơn đau, nhưng mình biết chắc chắn là phải có những cái cơn đau đẻ như thế này thì nó mới giúp đỡ mình trong cái quá trình cho con ra được. Và đây là một cái thử thách đối với cả mình và cả Heidi, nhưng mình tin chắc rằng là với tất cả những gì hai mẹ con đã cùng trải qua với nhau trong thời gian bầu bí, cũng như là Heidi cũng đã cùng mẹ chinh phục cả đỉnh Phan Xipang rồi, đúng không? Thì chuyện này đối với mẹ con mình chỉ là chuyện rất là đơn giản thôi. Và mẹ tin chắc là chỉ 3 đến 4 tiếng nữa thôi là con đã ở bên này, ở ngay bên cạnh mẹ, để nằm cạnh mẹ và gặp được bố, gặp được chị Jenny và trở thành một thành viên chính thức của gia đình Kim Cương rồi. Thay vì lo lắng và hồi hộp thì hiện tại bây giờ mẹ đang rất là cảm thấy phấn khởi và háo hức vì sắp trở thành bà mẹ hai con. Thế là lời cuối cùng mẹ muốn nhắn với Heidi là mẹ vô cùng tự hào vì được trở thành mẹ của con, và con hãy ra để làm cho thế giới này tuyệt vời hơn cùng với mẹ, cùng với bố, cùng với chị Ra Lan. là mình cũng không có được may mắn như những cô gái khác là Dạ. có thể ngay lập tức là tìm thấy tình yêu của mình ở lần đầu tiên, và đây là người chồng thứ hai của mình. Dạ. Đấy. Cũng từ một bà mẹ đơn thân đấy, Dạ. sau đấy thì sau 9 năm có bé đầu tiên thì bây giờ là mình có bé Heidi Dạ. là con đầu tiên của anh, Dạ. và bản thân hai đứa mình là những người bạn cấp 3 của nhau trong một cái quãng đời khá là gian lao và lạc mất nhau ấy, thì tìm lại nhau, và sau khi yêu nhau 5 năm thì bọn mình làm lễ cưới, và bây giờ thì đang có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc. Và hiện tại thì mình đang làm một trainer, tức là một nhà đào tạo, một nhà tư vấn tâm lý cho phụ nữ. Và cái công việc của mình tập trung vào để giúp đỡ phụ nữ, để phụ nữ có một cuộc sống hạnh phúc và đáng tự hào. Đây là lần thứ hai mà mình bước vào hành trình làm mẹ. 9 năm trôi qua rồi và có quá nhiều thứ thay đổi ấy. Thực sự là mình đã có cái lựa chọn từ trước rồi. Nhưng mà ở những giây phút phút chót khi mà mình nói chuyện với bạn, một người bạn của mình, bạn bảo là thử nghiên cứu cái bệnh viện này, bởi vì có rất là nhiều những người bạn của bạn ấy cũng đẻ ở đây và có feedback rất là tốt. Và sau đó thì mình vào kênh YouTube để mình xem những cái video của các bà mẹ mang bầu, rồi là ở những giây phút chuyển dạ ấy, thì lần nào mình xem video mình cũng khóc. Đấy, nó quá cảm động. Và thực ra là mình cũng quay video rất là nhiều trong cuộc sống của mình ấy, và mình biết được là cái hành trình làm mẹ mà được ghi lại bằng cái video ấy thì nó thật sự là nó rất là xúc động, và mình thích cái điều đấy. Thì ban đầu đến với Phương Đông ấy chỉ vì thích cái video được quay lại thôi, nhưng mà càng dần trải nghiệm từ việc đến khám thử rồi việc đăng ký sinh thì mình càng ngày mình càng thấy là cái lựa chọn của mình ở giây phút phút chót thì thật là tuyệt vời. Thực sự cái điều làm cho mình rất là bất ngờ và cảm thấy xúc động đó chính là cái dịch vụ ở bệnh viện Phương Đông. Có một cái câu nói mình rất là nhớ ở tầng 1 là cái biển rất là to, đó chính là chăm sóc và phục vụ khách hàng là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Đấy, thì mình chỉ đọc khi mà mình đến khám thôi, nhưng mà thực sự là kể kể từ khi mình ở trong cái quá trình mà đi khám cho đến khi mà mình vào phòng sinh rồi là mình sinh xong, tất cả cái quá trình đấy thì mình đều cảm nhận được một cái sự chăm sóc tận tụy, giống như là mọi người đang đang chăm sóc chính người nhà của mình. Mình có tìm hiểu rất là kỹ trước khi sinh bé là cái quá trình da tiếp da, cái quá trình mà để cho mẹ ở bên cạnh con ngay sau khi sinh rồi cho bố mẹ trong 1 giờ liên tiếp, hoặc là cái việc cắt rốn chậm nó rất là quan trọng đối với bé sơ sinh ấy. Thì cái điều mình ấn tượng ở bệnh viện Phương Đông là bệnh viện rất là chú trọng đến những cái giai đoạn đấy, và thực sự là bệnh viện phải phải thực sự là kiểu đi sâu vào cái tâm lý và
và đi sâu vào cái tâm lý của khách hàng thì họ mới có những cái quá trình nó cặn kẽ như vậy. Mình còn dặn trước bạn hộ lý của mình ấy, bảo là cho chị cắt rốn chậm ấy, thì bạn bảo chị yên tâm là đến khi nào hết máu thì bọn em mới cắt rốn. Thì cái câu trả lời đấy làm cho mình rất là hài lòng. Ngay khi sau mình sinh xong ấy thì mình nói luôn với bác sĩ, hỏi bác sĩ, trêu bác sĩ bảo là thế như thế này có dám đẻ nữa hay không. Thế là mình bảo là đẻ mấy lần nữa cũng được ấy ạ. Đấy, thực ra là nó rất là đau đớn sau khi sinh, cái cảm xúc của mình nó rất là đau. Đấy, nhưng mà khi mà mình có những cái người hộ lý và bác sĩ ở bên cạnh ấy, họ ân cần chăm sóc ấy và họ hỏi han mình ấy, thì mình giống như là được truyền thêm sức mạnh, chứ mình không bị bơ vơ như ở những cái nơi quá đông như cái trải nghiệm lần một của mình. Mình chỉ biết gửi một lời cảm ơn và biết ơn vô cùng chân thành và sâu sắc đến mọi người. Và mình biết được rằng là mọi người đang vô cùng may mắn vì đã lựa chọn được một cái môi trường làm việc vô cùng tuyệt vời, đó chính là Bệnh viện Phương Đông. Và mình chúc cho đội ngũ y bác sĩ trong thời gian tới sẽ tiếp tục cái sứ mệnh tuyệt vời của mình và mạnh khỏe cũng như là thành công trong sự nghiệp.